Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ tư tuần 3 của con IVC Kusan anh em ơi. Thì vài hôm nữa thôi chúng ta sẽ đến với lại vị tướng mới tiếp theo anh em. Đó, rất là háo hức luôn nha anh em. Thì cái con IVC Kusan hiện giờ thì đang bị câu tờ quá, nên là hiện giờ thì khá là ít bạn gọi là có thể dám bỏ vào trong team anh em ơi. Nhưng mà nếu mà không có con Simbe thì mọi chuyện nó lại khác nha anh em. Hy vọng sau này anh em sẽ kiếm được nhiều cái con pet mới, đó là cái con cá mập đó anh em, để anh em counter được con Simbe đối thủ anh em. Bởi vì cá mập hiện giờ chỉ là một cái con pet mới vừa ra mắt ở tuần này anh em, nhưng mà bộ kỹ năng nó cực kỳ là ghê. Nó sẽ khiến cho con Simbe, tức là cái con thủ cao nhất phe địch đó anh em, nó sẽ bị cút trong vòng một lượt. Đó là từ đó nó sẽ không có nhận được cái trạng thái để mà bảo kê team nữa anh em. Đó thì con IVG lúc đó nó mới chơi game được. Bây giờ thua nha anh em, bây giờ cứ build em nó để đó đi, rồi sau có thông thạo rồi các thứ thì chúng ta cày sau nha. Rồi ngày hôm nay là cũng là ngày thứ hai đầu tuần luôn, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái code tuần anh em ha. Và đặc biệt ngày hôm nay là sẽ có thêm một cái code riêng nữa dành cho những ai nhanh tay. Anh em lock vào game chuẩn bị nhập nha. Rồi, ông nào chưa nhập code thì nhập chung với mình luôn nha anh em. Để lấy thêm một ít cái vitamin lúa mạch, thùng bia để chúng ta chuẩn bị cho tướng mới nha anh em. Rồi, code đợt này có nội dung đó là B bò nha anh em, BP nè, 9TQR568ZC1N. Đây là code tuần nha, ông nào chưa nhập thì nhập chung với mình nha anh em. Rồi, đúng rồi, 10 thùng bia nữa nè. Rồi, nhiệm vụ khó và cũng như là 20 pháo hủy diệt anh em. Code đợt này ngon ghê, code tuần nói chung là code tuần đợt nào cũng ngon cả anh em. Và đặc biệt ngày hôm qua hôm kia gì đó mình có hướng dẫn cho anh em lấy cái code VIP tháng đó. Ông nào chưa lấy thì nhấn vào video của mình để mà xem nha, để mà xem cái cách lấy nha anh em. Rồi ngày hôm nay chúng ta có thêm một cái code nữa, đó là cái code web anh em ơi. Hình như là cái code web vẫn còn sử dụng được á, nó còn tồn đọng một code nè. Code đợt này là code AVG nha anh em, code AVG. Ông nào chưa nhập thì nhập thử có được hay không nha anh em. Để mình test cho anh em xem luôn nha. Đây, code AVG H6KVCRGANPZI2. Đây, code đây nè. Code này nếu mà nó ghi đã nhập rồi thì nó đã ghi đã sử dụng. Còn mà code hết hạn thì nó ghi là hết hạn nha anh em. Còn cái code này thì mình đã nhập rồi thì nó sẽ báo code đúng á, rồi nó sẽ báo là bạn đã dùng cái code này. Đó, thì cái code mình nghĩ là cái code web á vẫn còn sử dụng được. Nên là ngày hôm nay thì mình mót lại một cái code này để ông nào mà chưa nhập thì nhập nha anh em. Đây là code dành cho những ông nào nhanh tay. Đó, sau thì ông nào mà chưa nhận được á thì ráng cố gắng đợi mấy cái event web khác sau anh em, thì mình sẽ gom code lại mình share cho anh em tiếp. Số lượng có hạn nên là anh em nào chậm tay thì thông cảm cho mình nha. Rồi, ngày hôm nay thì nói chung là tuần này cũng không có xả tài nguyên và cũng như là không có chơi gì nhiều anh em, nên là chúng ta sẽ tập trung test team. Và cũng như là nhận được có cái phần quà đạt mốc sự kiện web Merry Christmas nè anh em. Trời ơi, đã trả về cho anh em ngày hôm qua tâm kia ngày hôm qua rồi thì phải đây anh em. Mốc này hình như là chúng ta mốc được mốc 1 triệu anh em ơi. Sự kiện web anh em chơi hơi ít đó, nên là được mốc 1 triệu nói chung là cũng tạm được anh em ha. Đây, 40 cốc bia, được thêm 4.000 kim cương nữa. Trong nhưng mà không có cái thùng bia nào cả nha anh em. Thùng bia kiếm nó hơi chua đấy. Rồi, là nhận quà ngày hôm qua đến giờ luôn nè anh em ơi. 80 pháo, 12 thùng bia, cái này là mình làm nhiệm vụ được các thứ đều nhận được anh em, kể cả code nữa ha. Rồi, ăn luôn cả cái event web nữa. Trời ơi, lên được 8.000 mấy kim cương anh em. 181.000 kim cương rồi, quá ghê. Admin nông dân, miếng ATM nha anh em, admin ATM. Rồi, vô bắn một ít pháo đi em ơi, pháo này pháo ri hàng ngày á anh em. Tuần này không có nạp, qua tuần sau là có tướng mới rồi hẳn nạp luôn em. 120 pháo thì chắc kiếm được 5 cho đến 10 thùng bia á anh em nhờ. Trời ơi, cốc bia không à. Được một ít kim cương nữa này. Đây, 5 thùng bia quá ngon. 5 thùng, trời ơi, ra cho non 5 cốc à. 5 thùng, trời ơi 5 cốc nữa. Ok, phát cuối cùng nha. Trời ơi, được đúng 5 thùng bia thôi vậy cũng được rồi anh em. 6 cái tính vật này, mua 6 rương kim cương vô mở luôn nha anh em. Biết đâu bất ngờ có thêm một cái quả 50.000 kim cương thì lại nổ hũ. Hiện giờ tài nguyên của mình đang rơi vào khoảng là 2.500 thùng bia nên anh em, 3.600 cốc bia và 4.500 xu vòng quay. Đó, đợi qua tuần sau là cân luôn con tướng mới luôn nha anh em. Rồi, để coi 6 rương kim cương. Ở trong này thì có tỷ lệ ra được 50.000 kim cương nha anh em, nhưng mà mình chưa bao giờ mở ra được cả. Kể cả 10.000 với lại 20.000 nữa, chỉ có 5.000 là đã mở ra rồi anh em. Kim cương. Cái gì vậy? Rương kim cương mà nó lạ lắm. Trời ơi, cái gì mà tàn bụi không?
vàng khè hết một một cái màn hình luôn em, chán thực sự em ơi. Ôi ơi, lâu lâu tích góp được mở pháo bắn kiểu này là chết em rồi. Rồi ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xả thêm một ít cái thẻ huyền bí anh em ơi, để mở album ha. Hiện giờ ạc này thì đang ở cái album thứ để mình coi coi. Chà, cũng dữ dằn hết chứ. Tới đây cho ta. À đang ở album thứ bên đây nha anh em, album thứ 12 rồi, đang mở bà chị ha. Thì bà chị đang còn đúng 3 ô nữa anh em ơi, mà đang có 21.500 cái thẻ huyền bí. Hôm nay sẽ mở luôn nha anh em, biết đâu bất ngờ. Đúng rồi, ê dính nó kìa. Mở phát dính ở cái móc cuối luôn kìa anh em, ngon. Ôi ơi, xong cái ô này thì chúng ta sẽ nhận được 1 triệu mấy. Ui, còn một cái ô ngay cái cổ nữa ta. Không biết là 20.000 này có đỡ nổi không. Đây, một nhát bấm là 1.400 nha anh em. 1.400 thẻ huyền bí, oh my god. Cái này là thẻ huyền bí tiệc Sanji hồi tuần trước này. Cái này là chưa có xả này. Hôm nay là xả luôn cho anh em xem. Quả thổn. Trời ơi, dính cái chỗ đó hoài ta. Đúng rồi, yeah, 2 ô rồi anh em ơi, dính 2 ô rồi. Còn 2 ô nữa thôi. Má ơi, mấy cái thẻ ở bên này nó tới tận 30 cái mảnh lận anh em, 30 mảnh ghép lận. Đúng rồi. Ơi, 29 trên 30 được kìa. Liệu có đủ hay là không đây, cố lên. Còn một ô cuối anh em ơi. Cố lên. Trời ơi, còn 1.500, mỗi lần bấm là 1.500 nha anh em. Rồi, thua luôn. Không đủ anh em ơi, còn đúng một cái ô cuối cùng bên này nhưng mà giờ đã hết nguyên liệu rồi. 20 mấy ngàn, bấm vài cái hết trơn anh em. Anh đang album thứ 12 ha, chuẩn bị qua album thứ 13. Đây anh em, album thứ 13 đây. À, nói chung là cũng tạm ok anh em ha. Đây. Đó, coi như là cũng xong ngày hôm nay rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test thêm cái đội hình anh em. Hồi nãy mình mới vào trong clip bạn, mình phát hiện có ông đội hình khá là kinh dị luôn anh em ơi. Đâu rồi ta? Mới thấy đội hình có một ông rất là kinh dị luôn anh em. Ổng chơi tới tận 2 con Kaido E5 lận anh em. Hồi nãy là có một ông là họp một ngày. Đây. 2 con Kaido, một con IWG, đã lên IWG luôn nha anh em. Hạt này nạp tiền hơi bị ghê, Bo Lilith E5 nè. Rồi chơi Sira và chơi luôn cả con VV nữa chứ anh em. Em thử như thế nào nha. Đang sử dụng Ice and Sabo để mà test cho anh em xem rồi. Nhưng mà ở bên kia có con Bo nên là chắc là mình sẽ chơi Bo đi. Chơi bo để counter con bo bên kia chứ nè em, chứ bây giờ không có chơi bo đánh sau lại. Rồi coi luôn cả con LVG E5 ở bên kia đánh đấm như thế nào luôn nha anh em. Đây, Kaido mình nổ trước này, rầm. Ui, bay màu hết rồi. Nghe đồn rằng con LVG nó có cái skill giảm thương AOE. Nhưng mà khi mà gặp con Kaido nó cũng phải cho một cái là cũng banh càng nha anh em. Team bên kia thì nó bị hẹo ở cái chỗ đó là nó không chơi con Zimbe anh em ơi. Tuy hai con Kaido E5 nhưng mà không chơi Zimbe thì cũng hơi mệt nha. Zimbe nó cũng có thể counter được mấy cái nộ đầu của con Kaido khá là mạnh. Tuy con Kaido nó gây được sát thương cho con Zimbe nhiều, nhưng mà Zimbe anh em, nó trâu bò thì nó cũng có thể là đỡ được sát thương Kaido rất là tốt anh em ha. Đây, hai phát đây. Chưa kể con Brock Wano nữa anh em, nó có khả năng bất tử tim nữa, đánh đấm ổn nha. Chà, được anh em. Trời ơi, cứ nhìn team bên kia cứ sợ sợ. Nhưng mà không sao anh em ơi, team mình lo được. Bởi vì bên kia nó đâu có Zimbe đâu anh em. Hiện giờ meta bây giờ là ai mà không có Zimbe là hơi bị mệt đó anh em. Kaido đánh tới nè. Rồi chưa kể con IVG Kuzan anh em. Nó đóng băng toàn team địch nữa, chịu đâu có nổi. Bởi vậy bây giờ là phải có Zimbe nha. Còn muốn phế Zimbe thì anh em phải nạp nhiều vô. Chúng ta mới có được cái con cá mập 3 sao anh em ơi, 7 copy. Rồi. Để coi đánh lại nha anh em, để mình bỏ cái con bo ra đi. Mình gắn thử một bé khác vô anh em ơi. Để mình coi con này hợp lý, chắc con này đi. Cho Ian Sabo vô đánh lại thử như thế nào nha. Ở bên kia có bo thì nói chung là chắc loạn được hai đứa. Ôi trời, loạn hai đứa luôn kìa. Khó chịu chưa. Mà không sao, đợi ôi ôi, Zimbe của mình nó bị phế võ công rồi anh em ơi. Đây là cái tình trạng khi mà chúng ta không có con Zimbe đó anh em. Zimbe để hàng đầu bị con bo nó loạn chúng kìa, khó chịu chưa. Cái đô mình bị đóng băng luôn ha anh em. Hiểu hết một đứa rồi, Ian Sabo lên tiếng. Đấy. Đỡ được đam AOE rất là tốt luôn á anh em. Nhưng mà nếu mà bên kia không có Zimbe, mình nghĩ là nên bỏ bớt con Kaido ra. Hai con Kaido thì nói chung cũng mạnh đấy. Ôi ôi, chuyện gì vừa xảy ra vậy nhờ.
Chuyện gì nó mới vừa xảy ra vậy? Team mình đi đâu hết rồi? Còn có hai đứa à? Ấy à. Cái đô bên mình đang vào Long Thần rồi anh em ơi. Không biết là đợt này anh Kaido có gánh được team hay là không anh em. Em thấy không? Bỏ bớt cái combo đi liệt ra thôi là bị combo bên kia là shut down liền luôn, em rất khó chịu. Ôi ôi, ở bên kia hai Kaido đều tiến vào Long Thần hết nha anh em. Mạnh lắm nha. Ấy da. Hai anh là thay phiên nhau nộ đau quá. Kéo nộ tiếp này. Ôi, hồi sinh được một con rốc ngon. Hồi sinh con rốc rồi anh em. Bây giờ đợi Long Thần, đợi linh hồn nó tích tầm cái chừng 3 ấn là chúng ta lên thôi. Ui ôi, không kịp rồi. Không kịp rồi anh em ơi. Hai con Kaido đang bêm nhau. Ui, thua anh em. Chà, con Kaido bên mình nó gây được 5 tỷ sát thương anh em, 5 tỷ mốt. Vẫn không gánh được team, bị loạn ghê quá chịu không nổi. Mạnh anh em ơi, team bên kia mà đây, nếu mà muốn như vậy thì bỏ Zimbe xuống đằng sau anh em khỏi bị loạn. Gắn con Iron Sabo lên hàng đầu ha. Đó. Rồi bây giờ cho Kaido bên kia nổ luôn cũng không hẹo được team mình nữa nha anh em. Mà mình nổ trước này thấy chưa? Mệt liền anh em. Ở bên kia con AVG hồi nãy nó đóng băng được mình thôi. Đó là cái tình trạng nếu mà anh em không có con Zimbe bị con AVG đóng băng tàn team anh em là đi bụi hết, khó chịu lắm. Nên là bắt buộc anh em phải chơi con Zimbe ở cái meta bây giờ nha. Tuy rằng nó có con cá mập counter rồi nhưng mà anh em đợi người ta build con cá mập lên cỡ 3 sao để mà nó kích hoạt cái kỹ năng 2 thì chắc lâu lắm anh em ơi, lâu lắm. Ui ôi, team mình nó đi hết vài đứa đấy kìa. Không ổn rồi đại dương ơi, mà rốt rồi các thứ bay màu luôn rồi. Hai cây đua mạnh quá. Kinh chưa anh em? Đây. Nhưng mà đâu có chất lượng bằng một con Kaido mình dồn tài nguyên vô đâu anh em. Tuy hai con Kaido nhưng mà chúng ta phải xả hết hai cái tài nguyên ha. Phải chia hai tài nguyên ra cho tụi nó nên là máu tụi nó chắc mỗi con là chắc cỡ 100 triệu à. Chắc cỡ 100 triệu à anh em. À, đánh với lại ông cực kỳ mạnh luôn, rất là khó chịu luôn anh em ha. Đây. Mấy em với lại ông đầu danh sách này thử coi anh em, dạo gần đây không biết là build như thế nào đây. Ấy cha, Zimbe, Kaido, Lunika. Vẫn không thay đổi gì hết anh em. Team bên kia vẫn không thay đổi gì. Zimbe bị dồn đam á anh em nên là cái nộ của nó cao nhất team ấy. Quả này thử coi gắn Iron Sabo E3 vô thử có đánh lại không nha anh em. Hy vọng sẽ đánh lại. Nộ đầu nếu mà cả hai bên đều có Zimbe thì nộ đầu của tất cả tướng là đều coi như bỏ nha anh em. Bởi vì con Zimbe nó hút vô hết trong người rồi. Nên là đam nó không có cao lắm đâu. Zimbe bên mình hình như là nó vào Long Thần luôn rồi đấy anh em. Đây. Đúng rồi anh ơi, đẹp quá. Thằng Iron Sabo này khi mà anh em chưa lên Goma thì nó sẽ bất tử ở hầu như là bất tử ở 4 vòng đầu. Còn vòng thứ 5 trở đi là em nó là không bất tử được nha anh em. Thôi rồi, lượm ơi rồi. Kaido bên mình đã bị shut down rồi em ơi. Liệu anh ấy có hồi sinh là không? Hồi sinh lại rồi. Kaido team đối phương đang xả một cái đợt nổ cuối cùng. May mà team mình có được cái bất tử đến từ vị trí của con Brock Wano. Brock Wano chém vào team đối thủ. Team đối thủ vẫn chưa xin nha. Trời ơi, hai bên cò cưa quá trời sát thương rồi em ơi. Nhưng mà team mình đang bị thất thế rồi. Đang bị rớt rất là nhiều máu. Và cũng như là một số cái vị trí quan trọng đang bị dính cái câm lặng rồi. Liệu Iron Sabo gánh nổi team hay là không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thôi xong con Brook của mình rồi. Đang có hai tầng linh hồn, liệu anh ấy có hồi sinh tàn tim hay là không đây? Ơi, ơi, à, không kịp rồi đại dương ơi. Kèo này chắc phải bỏ thêm con Lunika vô anh em. Team cái team mà chúng ta gọi là gì ta? Team mà mình thấy tâm đắc nhất để mà anh em build hiện giờ, kể cả mấy ông top luôn, cái team bên phải đây nè. Team bên phải đây nè. À, nếu mà anh em có điều kiện nữa thì có thể bỏ Iron Sabo rồi ra build con Bolilith vô. À, nó như thế này, nó giống như thế này nè anh em. Đó, để thử coi là Bo nó có khắc chế được team bên kia không nha anh em. Còn không, anh em nào không có Bo thì anh em bỏ thằng Lù vô cái vị trí của con Bo á, là nó ok hơn. Kaido bên kia kinh khủng quá anh em ơi. Thử coi trận này có win nổi không nha. Con Brock bên kia nổ trước anh em, được nổ trước ngon ghê á. Đợt mình có thử cái team này rồi, đánh bỏ con Bo vô nói chung là loạn được có mỗi con Zimbe bên kia thôi. Không có loạn được con Kaido.
Nếu mà muốn lạng được con Kaido bên kia luôn á thì anh em phải có tóc cao hơn con Shinbei bên kia thì phải đó anh em, theo mình nhớ mang máng cái lý thuyết là như vậy. Thôi rồi. Muốn win thì phải chơi team y chang như team bên kia luôn anh em. Phải bỏ con Bo ra gắn con Lunica vô thì may ra. Đây, pha này quyết định nè. Ôi, bên kia nó cũng có bất tử anh em ơi. À, đâu? What the hell, đánh đau quá. Con mà Rock bên mình đang bị dính đóng băng khá là chua chát anh em hả? Mà đang mới có một tầng linh hồn thôi, kèo này lực kèo khó rồi nè. Có con Bo thì sao anh em, cũng khá khó đánh đó nha. Nó có loạn được chỉ có một mục tiêu thôi. Shinbei nó cũng hút luôn cả cái loạn của con Bo Lilith luôn nha anh em. Chúng ta loạn được có một con thôi, muốn loạn được con Shinbei bên kia luôn á là chúng ta phải có tóc cao hơn anh em. Có tóc cao hơn mà Shinbei thì ai cái con Bo thì ai mà lại đi biếu tóc anh em nhờ. Ê, nhiều khi pha này win đấy mấy ông. Nhiều khi pha này win đấy, con Yamato nếu mà solo với lại con Kaido nhiều khi nó lại shut down được. Nè, pha này nổ nè. Pha này nó, ôi bị thuyền bắn chết, nhục thiệt. Bị thuyền bắn chết. Trời ơi, đây, muốn win là phải chơi Lunica đồ vô anh em. Bỏ Shinbei lên hàng đầu, Lunica để hàng này luôn. Ok, hợp lý rồi đấy. Có lại nha. Đó, chơi team y chang nhau thôi anh em. Kaido để hàng đầu thấy cũng hợp lý không ta anh em nhờ. Ở bên kia lợi thế hơn mà là tóc cao hơn nha anh em. Tóc cao hơn. Câm lặng được con Shira rồi, ngon nha. Nhưng mà Shira bên kia còn nổ đâu mà đi câm lặng người ta, cũng như không. Thôi rồi. Kaido bên kia nó có nổ sớm vậy ta. Ok, tới lượt Kaido bên mình nha anh em. Bên kia nó búp bất tử sớm ghê anh em ơi, không có kịp rồi. Lunica thì cái nhiệm vụ của nó ở trong team bây giờ là đi búp bức hoại. Chứ dồn đam không có kịp team địch đâu nha anh em, mạnh quá. Team địch bây giờ mạnh quá. Ông này chơi level 300 mấy thì chơi, chắc là chơi rồi từ lúc mà game mới ra anh em, mạnh lắm. Đấy, đúng rồi, hồi sinh tàn team. Liệu có lực kèo được hay không đây? Team mình đang bất tử anh em ơi, nên là không có sợ pha dồn đam này đâu. Nhưng mà về sau thì lại không biết nha. Đúng rồi, ngon. Thôi rồi. Quái vật quá anh em ơi, bên kia nó quái vật quá, đánh hoài nãy giờ mà không vào đam, không vào máu tụi nó được luôn ấy. Con Brook bên kia lợi hại quá. Chắc là cái phải kéo và rút xuống dưới đứng ở cái vị trí của con Kaido anh em ơi. Kèo đánh không lại luôn anh em, ghê quá ha. Đây, đứng y chang như team địch luôn này. Đứng y chang như team địch thử nha anh em, để Kaido lên hàng đầu luôn nha. Có Brook phải để hàng đầu để nó né cái kỹ năng bị đóng băng của con Brook bên kia mới đúng chứ anh em nhờ. Nó mới hợp lý. Để mình bắt chước cái tìm cái thế đứng của cái ông này thử coi như thế nào. Đó, thấy chưa, bị đóng băng này kìa. Kaido cả hai bên đang dồn đam cho nhau, rất là kinh khủng. Ôi, không chịu nổi anh em ơi, bên kia tính ra tóc nó cao hơn đấy. Nhưng mà team mình chuẩn bị hồi sinh là AoE rồi. Ôi, bị đóng băng rồi anh em. Không ổn rồi, kèo này gãy nè. Ôi, nãy giờ toàn đánh bị mít không à ta. Đây, để như thế này thử coi anh em. Để như thế này thử coi như thế nào. Để con Brock xuống hàng sau á, dễ bị ăn đóng băng của con Brock bên kia lắm anh em. Rất là dễ. Ừ, kèo này kích hoạt cái nộ được của con Lunica cũng ngon nè anh em. Đúng rồi, Lunica nãy giờ mới lên tiếng này, một đạp chết hẹo được con Shinbei rồi, ngon. Đúng rồi, ê, kèo này win nha mấy ông, Lunica mình được lên tiếng rồi đấy. Nó đang bức hoại anh em ơi, ghê quá. Team mình con Brock bị đóng băng rồi. Kèo này tỷ lệ, có tỷ lệ win nha anh em, có tỷ lệ win rồi đấy. Một đạp nè, ây da. Khó chịu anh em ơi, ui, kinh quá. Không win nổi anh em ơi, bên kia team nó mạnh thôi rồi ấy. Ôi, một nồi xét thương luôn mà không xin nhê. Kaido mà mình được hồi sinh rồi em, nhưng mà khi mà hồi sinh lại thì em nó không còn một miếng nộ nào cả. Bây giờ đợi con Brock nó hồi sinh lại toàn team thôi, bất tử toàn team, hồi sinh toàn team nha. Yeah.
Đúng rồi. Pha đó nộ với chất lượng đấy anh em. Nhưng mà con Kaido bên kia đang có tới tận 3 cái ống nộ lận anh em ơi. Không biết tiêu mình có chịu nổi không đây. Ây da, lù đạp Kaido bên kia không xi nhê luôn kìa anh em. Lù này phải gọi là phải lên đồng dữ lắm ấy, đạp nó mới ok được. Ui ôi. Ghê quá. Ghê quá anh em ơi. Trận này hay ghê anh em, đánh với lại mấy ông này đó như vậy mới chất lượng nè. Nhưng mà team mình được hồi sinh AoE rồi này. Đấy. Đó, lâu lâu nó nổ hũ may ra mới win được anh em. Ở bên kia con Brook mới vừa hồi sinh lên bị hẹo nữa rồi. Đang 6 đánh 2 nha, chúng ta làm sao mà tiêu diệt được con Brook đó anh em thì nó mới dễ win được. Thôi thôi xong rồi. Ủa Kaido bên kia quái vật quá anh em ơi, một mình nó cân hết team mình hả ta. Đang tưởng win rồi anh em, ai về nó không win nổi ha. Kinh khủng khiếp thiệt á chứ. Một mình con Yamato này cân hết hai team được hay không. Không nổi nha anh em. Ôi ôi trận này hay quá anh em ơi, để mình spam thử coi có win nổi không nha anh em. Ông nước gì. Không win nổi luôn nè, ghê chưa. Ông nước muối của ba này mạnh lắm nha anh em. Không win nổi luôn. Quá kinh khủng. Bây giờ thay thế vị trí nào để mà win được ổng ở đây anh em. À trận này thì win nè. Trời ơi bây giờ mới có trận win nha anh em. Đánh 10 trận thì chắc cỡ chừng có 2-3 trận win được anh em. Bởi vì nhiều khi là cái lục thức của người ta họ cao hơn mình đó anh em. Nên là mình đánh nó khó win nó là như vậy đấy. Lục thức nó ngang ngang thì chúng ta mới dễ soi được. Nhưng mà lục thức nó cao hơn á thì chúng ta dễ bị ăn đòn nhiều lắm. Đánh vô không có vô đam nhiều mà chúng ta lại bị ăn đam nhiều á anh em. Trận này thì win này không biết win như thế nào để xem thử nha. Các cái kịch bản này cũng giống y chang như cái trận hồi nãy. Đó, chỉ có mấy cái trận này mới chất lượng nè anh em. Chứ mà vô mà sạc rồi đánh với lại mấy ông nào mà không có Zimbe thì bỏ AVG vô đánh thì nó chán lắm anh em. Bây giờ ai cũng chơi Zimbe mà. Ông nào mà không chơi Zimbe thì coi như là cái team đó bị Ameta rồi, đánh thì rất là dễ win anh em. Nhất là cái team đầu tiên hồi nãy á, chơi tới tận hai con Kaido rồi có bo E5 rồi nhưng mà không có Zimbe rất là dễ bị dồn đam hẹo ngay từ cái pha đầu tiên luôn á anh em. Trời ơi bên kia nó hồi sinh lại AoE nữa đi kìa. Nhây thật sự. Đợt này không biết tướng mới nó như thế nào anh em nhờ, nó có là đảo lộn cái meta hay không nữa. Tầm vài hôm nữa thì chúng ta mới có thông tin về tướng mới anh em ha. Đợt vừa rồi thì nó lại ra cái con AWG mà lại hệ nhanh nhẹn rồi. Nó là con tướng Noel luôn đó anh em. Noel đợt này thì không phải tướng limit. Và cái con tướng mới sắp tới đây cũng không phải là limit, không phải giới hạn nha anh em. Khi nào mà ra cái sự kiện Tết đi thì chúng ta mới biết giới hạn hay là không. Nên là đợt này thì chắc là chưa phải tướng giới hạn đâu. Chưa phải đâu nha anh em. Đợt này ra hệ gì anh em hãy dự đoán thử coi như thế nào nha. Chắc chắn là không phải hệ nhanh nhẹn rồi đấy. Và càng phải không chắc là còn cái hệ minh mẫn rồi các thứ nữa anh em nhờ. Hệ minh mẫn, hệ thông minh chắc chưa đâu. Thông minh mới ra con Kaido đây mà. Đó là đoán cái hệ của cái con tướng đợt này nó cũng hơi khó anh em nhờ. Đây trận này thì lại win nè anh em. Má ơi level 310 nha anh em, chứ không phải là 300 đâu nha. Ok bên lại mấy ông dưới này có. Ô ông này cũng có Zimbe nè. À có cả sạn hắc ẩn nữa nè anh em. Kaido bây giờ thì nó kháng luôn cả mấy sát thương sát thương cuối lượt nữa nên là rất khó chịu. Thằng lù này đường nổ trước cũng ngon anh em. Đường nổ trước thì nó có khả năng phản lại mấy cái sát thương mấy cái CC của team địch đó cũng ngon cũng ok. Brook nó chém trúng thì nó phản lại luôn cái đóng băng cũng ổn lắm anh em nè. Giống như trang pha này hình như là bị phản lại đóng băng nè. Cũng ngon. Trời ơi. Lùi đi ca bên kia nó lên đồng nó đá ghê vậy. Thôi rồi cố lên kéo một tên nữa thôi. Là chúng ta được hồi xin được anh Kaido rồi. Ở bên kia có Kaido mà anh em nhờ. Bên kia hồi nãy như cũng không chơi Kaido nha anh em. Thôi xong rồi. Ây da. Ludica hiện giờ đang là một con tướng là có thể set down được con Kaido ở mấy cái tên đầu khá là sớm luôn anh em, khá là ngon. Nhưng mà nó phải có bức hoại rồi các thứ nha anh em. Kèo này vẫn chưa ngã ngủ đâu hên xui nha. Mày thì sạn hắc ẩn nè. Lù thì có thể đánh trúng được sạn hắc ẩn nha anh em.
Thôi rồi, đúng rồi, yeah. Lunica VS với lại con Yamato, liệu ai sẽ win đây? Anh em đoán thử coi ai win anh em. Lunica bên mình nó nhảy như khỉ, đang có bức bức họa trong người luôn nha anh em. Đúng rồi, một đạp nữa này. Đó, phản luôn cả cái đóng băng luôn nha anh em. Lunica tính ra mạnh lắm ấy. Trời ơi, trâu chưa kìa. Này thì nè, yes. Win nha anh em, một mình anh Lunica cân được cái team. Đó, không giờ ảnh là coi như là gãy rồi đấy. Không biết hồi nãy game có cái vụ gì mà tự nhiên nó update mấy cái red, mấy cái file đó anh em. Nó dài và như nó nặng thôi rồi luôn á. Không biết có cái gì mới thì để nếu mà có gì mới thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh nha. Bây giờ lát luôn rồi. Rồi các anh em, đó là video ngày hôm nay ha. Có cái gì mới hay ho và cũng như là code rồi các thứ thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh. Anh em thấy hay hãy cho em like, dõi kênh nha. Cái đó nhiều nha.